Nho giáo là tư tưởng chủ lưu của văn minh Trung Hoa. Ngoài nho giáo ra, cũng có một tàu giáo. Và theo những thức phổ biến, à, kinh điển của tàu giáo là tàu tư kinh và trang tự. Đó tất nhiên là không có gì sai lệ. Nhưng trong tàu giáo, hai kinh điển này đã được giải thích một cái tôn giáo hóa, à, đó là một sự diễn biến sau nhà đường mới hình thành. Trước khi đó, chỉ có tàu giáo, không có tàu giáo tạo ra là một triết học không phải là một tôn giáo à, cũng một điều là à, thật ra tư tưởng của tạo Tơ kinh và trang tự không hoàn toàn giống nhau và nội dung của video hủy viên hôm nay là từ tạo tư kinh mà không phải là trang à, tự tuy nhiên à, nội dung của tạo Tơ kinh rất phức tạp à, trong video hôm nay mình chỉ sẽ giải thích nguyên lý cơ sở nhất của nó mấy bạn coi toàn văn này à, đó là toàn văn đầu tiên của tạo Tơ kinh là do tác giả Nguyễn Hiến Lê phiên dịch ra Tàu mà có thể diễn đạt được thì không phải là tàu vĩnh cứu bất biến. Tên mà có thể tả ra để quỷ nó tàu thì không phải là tên vĩnh cứu bất biến. Không là quỷ cái bản thủy của chảy tận. Có là quỷ mẹ sinh ra muôn vật. Cho nên từ thần tạo vào chỗ không là để xét cái thể vi diệu của nó. Từ thần tạo vào chỗ có là để xét cái dụng vô biên của nó. Hai cái đó ở không vào có. Cũng từ tạo ra mà khắc tên Tiểu là huyền diệu. Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu đó là cờ của một biến hóa kỳ diệu. Toàn văn này đã là tiếng Việt hiện đại rồi, nhưng có lẽ đối với đa số người vẫn là hiểu lơ mơ. Xin tận lộ, thật ra, những khái niệm trong Tàu Tất Kinh nhìn trên bề mặt rất khó hiểu tại vì đó là viết ra bằng ngôn ngữ cổ đại. Nếu sử dụng ngôn ngữ hiện đại thì có thể rất minh bệ. Tàu Tất Kinh là một kinh điển tựa viết ra trong thời đại Xuân Thu Chiến Quốc khi đó trực thực xã hội cũ bắt đầu sụp đổ, trực thực xã hội mới vẫn chưa xuất hiện. À, đối với tình hình bối rối này, à, có một số người chủ trương rằng, dù sao, chúng ta nên dình giữ trực thực xã hội cũ, phản đối những tư tầm mấy lạ. Thái độ cứu vệ là thái độ của nho giáo. Cũng có một số người chủ trương rằng, dù sao, xu hấn thay đổi không được chống cự. Tuy bây giờ chúng ta không biết trực thực xã hội mới nên là như thế nào, nên như thế nào mới hợp lý. Dù sao, chúng ta nên luôn luôn chuẩn bị mình để đối phó bất cứ sự thay đổi nào. Thái độ kiểu về chính là thái độ của tạo ra. Thế làm thế nào mới có thể luôn luôn chuẩn bị mình để đối phó bất cứ sự thay đổi nào? Theo ngôn ngữ của Tàu Đức Kinh là vô vị, à, ý là không làm, à, nói nôm na là chỉ quan sát, à, không hành động. thế là quan sát gì? Là quan sát tạo. Tạo ý là công tận, à, quan sát tạo ý là quan sát công tận, à, xin bạn tận tận một chút. Ở trên mắt của bạn có một công tận, bạn đang ở vị trí bên cạnh công tầng Và những hoạt động xảy ra ở trên công tầng Bạn đều có thể nhìn thấy Nhưng bạn chỉ quan sát thôi Không có tham gia bất cứ hoạt động nào ở trên công tầng trước mắt Tình huống kiểu về bạn đang quan sát công tầng Bạn là vô vị Bạn không có làm bất cứ hoạt động nào Và chính vì bạn không có làm bất cứ hoạt động nào Bạn chỉ đứng ở bên cạnh công tầng để quan sát Cho nên bạn có thể nhìn thấy tất cả hoạt động ở trên tầng Và những hoạt động ở trên tầng và những thơ ở trên tận đều là tương đối với nhau. à tương đối với nhau ý là có a thì chắc chắn có không a. à bây giờ bạn nhìn thấy một công nghệ đang đi bộ ở trên tận ngày đó là a có cái a thì chắc chắn có cái mà không phải là a gọi là không a. nếu ngày đó là a thì tất cả các thơ ngoài ngày đó đều là không a. hay là bạn cũng có thể nhìn thấy hai ngày nếu bạn thấy hai ngày đó là a thì tất cả các thơ ngoài hai ngày đó đều là không a. Tại vì bạn đứng ở bên cạnh tầng, à, bạn có thể tổng thể nhìn thấy A và không A. Nói nông na là, là bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh của cung tầng. À, tất nhiên, à, cái nào là A, cái nào là không A là tùy theo sự chú ý của bạn là đặt vào ở đâu. À, miễn là bạn luôn luôn thay đổi sự chú ý, bạn đều có thể nhìn thấy toàn cảnh ở trên cung tầng. Và thật ra, ở trong chiếc hộ của tạo ra, vô ý là không có quan hệ tương đối, hiếu ý là có quan hệ tương đối, Ừ, nếu muốn giải thi rõ ràng hơn thì mình phải sử dụng nhiều thuật ngữ triết hộp, à, cho nên xin để mình chỉ nói đến đây sau đó nếu bây giờ bạn bước vào công tầng trước mắt à bạn sẽ trở thành một trong những cảnh vật ở trên tầng bạn sẽ tham gia một trong những hoạt động ở trên tầng thì bản thân bạn sẽ trở thành a hay không a ở trên tầng bạn sẽ trở thành một người bị quan sát bạn chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt của bạn, có thể là phía trước của công tầng, có thể là phía sau của công tầng. Và đối với những người tăng tướng ở bên cạnh tầng, họ có thể quan sát bạn, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh. Bạn là một trong những thứ mà tương đối với nhau ở trên tầng. Bạn không thể nhìn thấy vị trí cụ thể của mình trong những thứ mà tương đối với nhau ở trên tầng. Nhưng họ có thể nhìn thấy, họ có thể nhìn thấy mọi khoảng cách giữa bạn và tất cả các thứ, nhưng bạn không thể nhìn thấy khổ tăng quan sát tạo khổ tăng quan sát công tận và bản tăng ở công tận tăng trung tàu. bây giờ chúng ta quay trở về bài văn phiên dịch của tác giả Nguyễn Thiến Lê ừ, đầu tiên xin để mình đọc ra bằng tiếng Trung à đọc từ Hàn Việt thực sự khó phát âm Tàu tạo khởi tạo phi thường tạo câu phiên dịch là tàu mà có thể diễn tả được thì không phải là tàu vĩnh cửu bất biến à đó là vì khi bạn quan sát công tận nếu bạn nói rằng cái này là từng đấy phải đi từng như vậy Nói đáng tiếc à, thật ra bạn chỉ có nhìn thấy toàn công tầng mà trước mắt của bạn ngoài tầm nhìn của bạn à, có tầng khác à, bạn không có nhìn thấy cho nên công tầng mà bạn có thể diễn đạt được thì không phải là công tầng mà sẽ không thay đổi tiếp à, theo mình khởi mình phê chẳng minh à, có phiên gì là tên mà có thể đặt ra để coi nó tạo thì không phải là tên bình cứu bất biến đó là vì công tầng luôn luôn có thay đổi à, khi chúng ta đặt tên cho các công tầng và báo cho người ta rằng anh phải đi tầng A, sau đó chuyển phải tầng B, đi thẳng sẽ tới tầng C. Nhưng khi anh ta xuất phát, những công tầng ta thay đổi rồi và câu nói chỉ tầng của bạn sẽ khiến anh ta lạc tầng. Bạn không nghĩ đấy, công tầng luôn luôn thay đổi. Tiếp theo, Vũ minh thiên Đi chứ sử dụng minh quan vũ mũ. Câu phiên dịch là không là cõi cái bản thủy của trái tất, có là cõi mẹ sinh ra muôn vật. Theo tác giả Nguyên Hiến Lê, ông ấy ta trách nhiệm rằng Đạo thức kinh có nhiều cách chấm câu à, Một số chớ có thể hiểu nhiều nhớ Ai muốn giải thích ra sao thì giải thích Tùy à, theo khuyên hứng và sự hiểu biết của mình Theo ý kiến cá nhân mình à, Xin đề mình thay đổi cách chấm câu thêm Ủa mình chấm thiên tiên dự sử Yêu mình chấm văn à, Cũng xin đề mình phiên dịch thêm Cái mà không có tên là cái bản thủy của trẻ tớ Cái mà có tên là mẹ sinh ra muôn vật à, Trong câu văn này chỉ à, tự và muôn vật tiểu là chỉ tất cả các thơ ở trên tầm cái mà không có tên thì là cái mà chưa tự tả tên ở à, có thể là công tần mà ngoài tầm nhìn của bạn à, tất cả các thơ ở à, trên những công tần à bạn không có nhìn thấy à bạn không biết là gì cũng có thể là công tần mà cách xa với bạn à tất cả các thơ trên những công tần bạn có thể nhìn thấy nhưng bạn không có nhìn thấy rõ ràng là gì dù sao bạn không thể sử dụng ngôn ngữ hình dung những thứ à bạn không thể đặt tên cho những thứ tại vì bạn không biết chúng thực sự là gì trong nhận thức của bạn à chúng chỉ là một sự bắt đầu thôi à sự bắt đầu nhận thức sự bắt đầu quan sát sự bắt đầu hiểu biết nói cụ thể hơn à nên là cái mà không có tên là cái mà sẽ bắt đầu từ nhận thức trong tất cả các thứ còn nếu bạn nhìn thấy rõ ràng rồi, bạn có thể đặt tên cho chúng, chúng trở thành cái mà có tên. Mỗi khi bạn đặt tên mấy cho một cái gì nào đó, tổng thể bạn cũng sẽ sáng tạo ra một cái niệm mấy nào đấy. tên mà bạn đặt cho một cái gì nào đó sẽ trở thành tình nhớ của một cái gì nào đấy. tên của cái đó hình như là mẹ của cái đó, vì có tên mấy tờ tình nhớ, mấy tờ dựng thợ bởi người ta trước khi có tên ở cái đó hình như là một cái mà không có tồn tại ở tại vì không có tính như à, không tự dựng thức bởi người ta dù sao nói cụ thể hơn nên là cái mà có tên là cái mà ta tự tính nhớ trong tất cả các thơ mình biết mình không có giải thích rõ ràng chữa mẹ trong câu văn này tôi đó là liên quan đến một khái niệm triết họp tức là tất cả khái niệm đều là tự phái sinh trong video này các bạn không cần hiểu quá sâu sắc tiếp theo cụ trắng ưu ý quan trí mẹo trắng hiểu Nghĩa là quan trị giao Câu phiên là cho nên Tờ thần tạo vào chỗ không là để xét cái thể vi diệu của nó Tờ thần tạo vào chỗ có là để xét cái dụng Vô biên của nó à, Chỗ không ý là bên cạnh công tận Ở đó bạn không hành động chỉ quan sát công tận chỗ có ý là vị trí trên tầng à ở đó bạn trở thành một trong những cảnh vật bị quan sát khi bạn quan sát ở bên cạnh tầng, tại vì bạn chỉ quan sát thôi à bạn không có tham gia bất cứ hoạt động nào ở trên tầng, cho nên bạn không thể ảnh hưởng gì ở trên tầng à bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh đó là sự vi diệu mà bạn nhìn thấy khi bạn bước vào công tầng à bạn trở thành người bị quan sát à nhưng bạn có thể tham gia hoạt động ở trên tầng, cho nên bạn có thể ảnh hưởng hoạt động trên tầng, bạn có thể xem xét cái dụng à tức là tác dụng mà bạn có thể mang lại cho hoạt động trên tầng Nói cụ thể hơn là cho nên thần tướng ở chỗ mà không hành động và chỉ quan sát để xem xét toàn cảnh của công tận. Thần tướng ở chỗ mà có hành động để xem xét tác dụng mà mình có thể mang lại. Cuối cùng, sự lãng giả thống xuất ở ý mình thống vị chi xuyên, trọng chi Cô phiên dịch là hai cái đó không và có, công cũng tự tạo ra mà khác tên tiểu là huyền diệu. Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu đó là cờ của mỗi biến hóa kỳ diệu nói đơn giản là dù là chỗ mà chỉ quan sát hay chỗ mà có đi hoạt động tức là dù bên cạnh tầng hay trên tầng, thật ra nói chuẩn hơn không thể xác định bên nào là bên cạnh tầng hay trên tầng tại vì bên nào là bên cạnh tầng hay trên tầng là tương đối với vị trí của bạn khi bạn đứng ở chỗ này bạn nghĩ rằng bạn là ở bên cạnh tầng À, bạn có thể quan sát toàn cảnh trên tầng nhưng cũng có lẽ là có một người đang quan sát bạn ở một vị trí xa hơn. Tuy à với người đó bạn là ở trên tầng, người đó là ở bên cạnh tầng. Vị trí quan sát là vô hạn và không có một vị trí cố định là bên cạnh tầng hay trên tầng. À, đó là một sự huyền diệu à, vì không có ai có thể xác định nhưng dù sao ai ai đều có cơ hội tìm thấy một vị trí là có thể quan sát cảnh vật nhiều hơn xa hơn à, nếu bạn có thể tìm thấy vị trí như vậy à, tương tự với bạn có mở ra một cánh cửa à, nhìn thấy tất cả các thơ ở tầng sau cánh cửa đó một vị trí quan sát tương tự với một cánh cửa cho nên nói cụ thể hơn dù chỗ quan sát hay chỗ hoạt động đều là công bằng chỉ có tên khác tùy theo bạn đang ở vị trí nào không có ai có thể xác định một vị trí trong cung tầng tiểu có thể là một cánh cửa thông vào cảnh vật tốt đẹp. À, nói đến đây, có à, lẽ sẽ có người nghĩ rằng là... hình như trong tàu thơ kinh nói đi nói lại là nói về sự quan sát. Nhưng mà tôi luôn luôn nghe thấy rằng tàu có liên quan đến à, tàu lý là lấy nhu thắng cân. À, thế lấy nhu thắng cân có gì liên quan đến sự quan sát? Ờ, thưa quý vị à, tất nhiên à, nội dung của tàu tốc kinh không thân giản như mình ta trình bày trong video này à, mình chỉ là trình bày nguyên lý cơ sở và quan trọng nhất thôi vẫn có nhiều nội dung chi tiết mà mình không kịp nói về à, nhưng dù sao à, nội dung của tàu tốc kinh thực sự là vẫn mình đọc công nghệ nên luôn luôn quan sát kỹ cảm và tàu lý về lấy du thẳng cưng thật ra đó là liên quan đến hai câu nói của tàu tốc kinh đó là phản trở tàu tự động sự trái ngược là sự vận động của tàu và Lua trở à, Tính yếu kém là tác dụng của tàu Ok, sự vận động của tàu à, Ý là sự diễn biến của các hoạt động Ở trên tầng Ok, mấy bạn tờ tầng tầng một chút Nếu bạn đứng ở bên cạnh tầng à, Bạn có thể nhìn thấy hoạt động của tất cả các thơ ở trên tầng Ok, thế chung tầm nhìn của bạn à, Mũi thớ ở trên tầng là tương đối với nhau Ở giữa mũi thớ đều có một khoảng kệ bạn có thể nhìn thấy những khoảng cách giữa mũi thớ, ok? Khi bạn nhìn thấy những khoảng kệ có thay đổi bạn sẽ biết rằng ok vận động của những thứ ở trên tầng có thay đổi ví dụ có một người tăng đi chạy ở trên tầng bạn có thể nhìn thấy điểm xuất phát của người đó là ở đâu à, tức là nơi mà người đó đi trái ngược vì bạn quan sát người đó đi trái ngược với bên nào cho nên bạn biết người đó là xuất phát từ đâu đó là một đạo lý cho rằng sự trái ngược là sự vận động của tàu nói cụ thể là kết quan sát sự trái ngược là bằng với kệ quan sát những sự vận động ở trên tầng. bây giờ mấy bạn từng tầng một chút lại, bạn có thể dự đoán tác dụng mà ngày đó sẽ mang lại trên tầng. Bạn đã có nhìn thấy người ngày đó là xuất phát từ đâu, cũng có thể nhìn thấy ngày đó có kết bao xa với điểm xuất phát, cũng có thể nhìn thấy tốc độ của ngày đó có nhanh như thế nào. À, tại vì bạn có thể quan sát được xu hướng trái ngược với điểm xuất phát của ngày đó có mạnh như thế nào. Vì vậy, khi bạn biết rằng tốc độ của ngày đó đã chậm lại, À, là vì bạn có nhìn thấy xu hướng trái ngược với điểm xuất phát của người đó là yếu kém hơn à, Khi tốc độ của người đó rất nhanh thì bạn biết rằng à, nếu người đó có tổng trạng một cái gì nào đó sẽ có tác dụng mạnh đến một cái gì nào đấy Nếu tốc độ của người đó rất chậm thì bạn sẽ biết rằng người đó sẽ không tạo nên tác dụng mạnh à, Đó là một tạo lý cho rằng tính yếu kém là tác dụng của tạo à, Nói cụ thể là kết quan sát tính yếu kém của xu hướng là bằng với kế quan sát những sự tác dụng ở trên tầng à, trong chế hộ của đạo Đức Kinh, à, tất cả vận động đều sẽ có khi là chậm lại trở à, thành yếu kém và ngày đó có thể tận dụng tính chất này để chiến à, thắng đối thủ tôi à, là tàu đi về lấy nhu thắng cưng À, nói nơi đến đây à, mình tin rằng bạn có thể nhìn thấy rằng thật ra nội dung của tàu thức kinh không phải là huyền bí như người ta nói à, nói đơn giản là phải thần quan sát à, nhìn thấy toàn cảnh à, chỉ là vì nó là biết ra bằng ngôn ngữ cổ đại à, cho nên mới khiến người ta khó hiểu và cũng có nhiều người tự thêm vào nhiều nội dung huyền bí à, làm người ta càng khó hiểu à, tất nhiên mình không dám nói sự giải thích của mình là hoàn toàn đúng à, nhưng mình có thể khẳng định sự ảnh hưởng quan trọng nhất của tạo ra chính là cân nhắc người ta nên bình tĩnh quan sát à từng liều lĩnh hành động và từng bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố nào. À, thật ra vẫn có nhiều tư tưởng tinh vi nhưng chúng quá cao siêu à, nếu không có sử dụng những thuật ngữ của trí thức luận à, mình thực sự không biết nên giải thích như thế nào à, cho nên trong video hôm nay mình chỉ có thể giới thiệu nguyên lý cơ sở nhất à, hy vọng bạn không có cảm thấy quá cao siêu và vô vị à, nếu có à, xin thông cảm và bỏ qua cảm ơn và cũng có một điều là uh, sự hiểu biết là một chuyện, sự thao tác là một chuyện khác. Uh, trước hỏi Trung văn Minh Trung Hoa có một đặc điểm là nguyên lý rất đơn giản, nhưng thao tác phải tu luyện uh, trước khi hành động, phải thường quan sát kỹ cảm, uh, tạo lý này hình như là mỗi người đều biết, nhưng không phải mỗi người đều sẽ luôn luôn cân nhắc mình, phải luôn luôn quan sát kỹ cảm. Sự si quan sát kỹ cảm nó yêu cầu nhiều kiến thức, uh, kinh nghiệm và huấn luyện tâm lý, nó phải trải qua một quá trình tu luyện mới được.